Chứng khoán ngày mùng 1 tháng 2, sắc xanh bao phủ, VN-Index vẫn tăng gần 9 điểm. Sau phiên giảm điểm mạnh trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước hôm nay mùng 1 tháng 2 đã ngay lập tức hồi phục và tăng điểm ấn tượng. Đầu phiên hôm nay, thị trường khởi động tương đối chậm chạp khi mở cửa với một khoảng trống giá giảm khoảng 2 điểm do dư âm từ phiên trước đó. Tuy nhiên, thị trường đã nhanh chóng hồi phục trở lại mạnh mẽ khi dòng tiền đã xác nhận tham gia. Nhóm cổ phiếu ngân hàng Mặc dù có sự phân hóa nhưng nhiều cổ phiếu nghiêng về sắc đỏ, trong khi đó nhóm chứng khoán và bất động sản nghiêng về sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đóng cửa ở mốc 1.173,02 điểm, tăng mạnh 8,71 điểm, tương đương 0,75%. Thanh khoản có sự sụt giảm so với phiên trước đó, nhưng vẫn ở mức tốt khi có hơn 670 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn 15.000 tỷ đồng. Sắc xanh đã trở lại mạnh mẽ hơn ở trên bảng điện với 270 mã tăng điểm trong khi số mã giảm điểm chỉ là 177 còn lại là 111 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu